Hôm nay kênh GuFood sẽ giới thiệu với các bạn một cái địa điểm ăn uống tại quận Thủ Đức, đó là món bánh canh cá lóc Cường Đô La, nằm ở khu vực bờ sông của phường Hiệp Bình Chánh. Đây là một cái quán ăn mới khai trương tại quận Thủ Đức thôi, nhưng mà được rất là nhiều người dân ở đây yêu thích, bởi vì quán nó tương đối sạch sẽ nè, rồi đồ ăn là tươi sống. Đây, và bây giờ chúng ta sẽ vào quán. Thực đơn chính của quán bao gồm có là cá lóc chiên nè, 30.000 đồng một tô nè, bánh canh cá lóc hấp 30.000 đồng, bánh canh hoặc là bún cá ngừ cũng đồng giá 30.000, rồi bánh canh bún đầu cá lóc thì 37.000, rồi bánh canh ruột cá lóc thì 40.000, và tô bánh canh đặc biệt thì 42.000. Đây, nồi nước cũng rất là sạch sẽ đúng không? Bếp, không gian của bếp, vừa bước vào quán là được ngay cái không gian của bếp tương đối sạch sẽ. Cái này là cái cá ngừ được không anh? Cá ngừ gọi là kho thơm. Rồi đây cá lóc hấp, như bên này anh là cá lóc chiên. Cá lóc chiên, rồi đây là đầu cá lóc. Cá lóc chiên đây đã được chiên sẵn nha, còn đây là gồm các hành tây và hành lá. Đây là cái cá lóc đã được hấp. Bây giờ mình làm món gì đây anh? Bánh canh cá lóc chiên. Bánh canh cá lóc chiên. Này. Mình sẽ nấu nước lèo ra trước. Khoảng 45 giây hoặc 1 phút. Cái nước lèo này mình đã nêm nếm gia vị trước hết rồi. Mình đã nêm nếm gia vị trước. Trong này gồm những cái gì anh? Hạt nêm, đường, nước mắm. Mới là các gia vị theo như là những gia vị cần thiết không? Nước thôi sẽ được ngọt, và những là nước, và đặc biệt là nước cốt của cá lóc. Nước cốt của cá lóc trong đó đặc biệt. Sau đây anh sẽ bỏ cái này là bánh gạo này. Bây bánh canh anh làm từ bằng nước gạo mình lấy từ đâu đây? Mình tự sản xuất luôn, mình tự làm ra. Mình cái này là mình lấy từ, mình đặt từ công ty ở canh gạo mình tới mình. Một cái giai đoạn mà mình nấu chín cái bánh canh này thì mất khoảng bao lâu? Khoảng một phút. Nếu mình như mình muốn bánh nó giòn hơn thì tầm khoảng 45 giây là mình ăn nó sẽ còn giòn và sạch nó hơn. Tùy theo cái sở thích của khách. Đúng rồi. Hành tây, hành lá, cá lóc chiên,
chín. Cá lóc chiên vừa chiên ra còn giòn giòn nhanh nhanh béo béo. Cá lóc này là mình lấy ở đâu? Cá lóc mình lấy từ những ở tỉnh miền Tây người ta chuyển tới cho mình. À, cái nguồn cá lóc này mình lấy từ miền Tây ha. Cá lóc nuôi hay là cá lóc bắt tự nhiên? Cái này mình người ta cá lóc người ta nuôi bằng không phải là nuôi nhiều mà người ta thả sông tự nhiên. Ở sông tự nhiên. Rồi, đây là sông một con cá ngon. Mình 6 giờ mình đã có cái hàng 6 giờ sáng là bắt đầu có rồi. Mình bán tới tới 1 giờ trưa mình nghỉ. Để mình chuẩn bị cho những khâu buổi chiều đó. À. 5 giờ mình bắt đầu bán lại. Bán lại từ lúc 5 giờ chiều cho đến mấy giờ? Từ 10 tới 10 giờ là mình đóng cửa. Rồi, thì một phần bình thường của bánh canh cá lóc là bao nhiêu tiền ạ? Như cái phần này nè, nếu phần này là 30.000. 30.000, rất là bình thường thôi. Rồi nếu mà tăng tiền lên nữa thì có những cái biệt mình sẽ rất là nhiều cá, hoặc là khách đã có thể là ăn đầu cá lóc hoặc là ruột cá lóc mà mình đã có, và đó là những cái món chính của đặc món là món đặc biệt của khách đã qua của quán. Còn như bình thường là như cá lóc chiên. Có thời điểm anh bán ngày tới mấy đặt hả? Thời gian này cái thương hiệu mà bánh canh
Cường Đô La này là anh đã đăng ký thương hiệu bản quyền bao lâu rồi? Anh đăng ký bản quyền, anh đăng ký cái tên là 3 năm. 3 năm? 2 năm mới, vừa rồi anh mới lấy cái đó về, vì là 2 năm mới cấp. Thường mỗi ngày mình bán bao nhiêu cái ký bánh canh anh? Ở đây anh bán ngày mấy ký. Nói chung ở đây chỉ được, bây giờ anh mới bán ngày được 200 tô. Hiện giờ ở Sài Gòn là mình có tất cả bao nhiêu cái cơ sở vậy? Mà 3 cái là gồm một cái ở ở đây, một cái ở Lê Thị Hồng, đây Lê Thị Hồng Gò Vấp, bên quận 9 nữa.